Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 11, hai nhóm thanh niên này đã hẹn gặp và tổ chức hỗn chiến bằng hung khí tại khu vực phố Vác, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai. Nguyên nhân vụ việc được xác định là do mâu thuẫn giữa thành viên của hai nhóm là Nguyễn Trung Luân và Trần Trung Hiếu, cùng trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai. Mặc dù độ tuổi còn trẻ, nhưng hành vi của các đối tượng là hết sức manh động và gây bức xúc cho nhiều người, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia giao thông trên đường. Em lao vào em bổ hai phát mỗi bạn. Một phát vào là bổ trượt bạn cu hổ và một phát cũng bổ trượt bạn đi cùng cu hổ. Xong sau đấy là em trèo lên xe em đi về luôn. Trước đây thì cũng đã đưa các cái rà soát trên địa bàn huyện những các đối tượng thanh thiếu niên là chơi bời, là hư hỏng và bỏ học, thì đấy nó khoanh vùng, sau đó là nhận diện, rà soát camera an ninh, khoanh vùng được các đối tượng và nhanh chóng triệu tập được các đối tượng lên thông qua cái quản lý giám sát của địa bàn. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và tạm giữ các đối tượng liên quan.